đứng lại. Tao bảo mày đứng lại, mày có đứng không? Các anh không đuổi em thì em mới không chạy nữa. À, thích bật tôm với bọn này à? Được rồi, mày đứng ở đây, tao đi gọi chúng nó. Thôi em xin các anh, hôm nay em chỉ đủ tiền mua bánh mì thôi. Thế bây giờ tao cho mày chọn, một là ăn đòn, hai là có bao nhiêu đưa hết đây, không lằng nhằng kỳ kèo. Đấy ạ. Đưa đây tao xem. Hôm nay em định mua ít gạo. Lần này tao tha, lần sau gặp bọn này mà còn chạy nữa, đừng hỏi tại sao, biết chưa? Về mày! Nhớ mà tao nghe mày. Anh ơi, cho em xin, anh ơi, cho em xin lại anh ơi. Anh ê, ơi. Chúng mày, tập trung lại đây, tao khao. Giọt sương khuya nhẹ rơi, rất trên tâm thần nhỏ nhói của em. Chìm trong mơ, giấc mơ em mơ được có gia đình. Rồi ngày mai khi nắng lên, không niềm vui, không gia đình, những ước mơ phai tàn theo thời gian. Em sẽ đến nơi nào mà đêm qua tình cờ trong giấc mơ em mỉm cười một mà thiên hiện ra và cho em một điều ước. Kia có phải bạn Hải lớp mình không nhở? Ừ đúng rồi đấy. Sao? Mấy hôm nay bạn ấy nghỉ học. Tưởng bạn ấy đi đâu, hóa ra lại nằm ở đây thế này. Chúng ta ra xem bạn thế nào đi. Ừ, đi. Hải ơi. Hải ơi. Hải. Ờ, các bạn, sao các bạn lại ở đây? Đáng lẽ câu này bọn tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ. Tại sao mấy hôm nay cậu nghỉ học lại nằm ở đây thế này? Tớ. Có phải vì bạn Huy Hưng không? Có chuyện gì thì bạn phải bảo với cô giáo chứ. Sao bạn lại nghỉ như thế này? Tớ bảo bạn này, bạn ở đây với bạn ấy, chắc các thầy cô chưa về đâu. Bạn ở đây với bạn đấy và tớ đi gọi các thầy cô nhá. Ừ, bạn đi nhanh lên nhá. Bạn lên đây tớ bảo. Thế có chuyện gì, bạn kể cho tớ nghe xem nào. Nhà tớ hết gạo rồi, tớ định ra ngoài kiếm thêm một chút ít. Nhưng vì... Vì sao? Vì... Thế tiền hỗ trợ cấp của bạn đâu, hàng tháng đâu, bạn lại tiêu hết rồi chứ gì. Không, tớ làm gì có dám tiêu đâu. Tại vì tớ... Vì sao? Có phải vì anh Huy Hưng không? Lúc nãy tớ gặp các anh ấy ở kia kháo nhau là lấy được tiền của bạn đấy. Các anh này quá đáng thật đấy. Để tớ sẽ báo cáo việc này lên nhà trường với bố mẹ các anh ấy nhá. Không được đâu, bạn đừng làm như vậy. Làm như vậy là mình sẽ bị phiền phức đấy. Không được đâu, không được đâu. Tại sao lại không được? Tại sao em không báo cáo việc này với các thầy cô hả Hải? Em chào cô ạ. Chào em. À, bạn ở đây nhá, tớ đi có việc, tí nữa tớ quay lại. Em ừ, nhanh lên nhá. Hải, cô nghe bạn Ngọc nói em lang thang ở ngoài này. Các cô rất bất ngờ và lo cho em, tại sao em lại như vậy? Em xin lỗi cô, mấy hôm nay em nghỉ học, em không xin phép. Cũng tại vì em đến lớp, em bị các anh ở lớp trên lấy mất đồ của em, cho nên là em... Em yên tâm, việc gì cũng có cách giải quyết. Ngoài nhà trường, các thầy, các cô còn có gia đình và các đoàn thể xã hội nữa, nên em sẽ không bị bỏ lại phía sau. Đúng rồi, nếu em nói với cô sớm thì mọi việc có phải tốt hơn không? Sắp đến kỳ thi rồi, em phải tập trung vào học, chuẩn bị cho kỳ thi. Thầy cô và các bạn biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nhưng chỉ có học tập tốt thì cuộc sống sau này của em mới tốt hơn được. Thưa cô, em tìm được hai bạn, hai anh Huy Hưng bắt nạt bạn Hải ạ. Yeah. Cháu chào hai cô ạ. Chào hai em. Em chào chị. Hai em đi vào đây. Thưa cô, em ra tìm được hai anh Huy Hưng. Em bảo các anh ấy quay lại xin lỗi bạn Hải, nhưng mà các anh ấy chả chịu quay gì cả. May quá, gặp chị được bí thư đoàn, chị ấy bảo nên các anh mới quay lại đây ạ. Thế à, may quá, cô cảm ơn nhé. Dạ thưa cô, trên đường đi cháu có gặp em Tí và cháu đã được nghe em Tí kể về sự việc của em Hải bị hai em này bắt nạt. À, dạ thưa cô, em Hải cũng là một trong số những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà đang được chi đoàn chúng cháu hỗ trợ hàng tháng đây thưa cô ạ. Thế à, nhưng đợt này Hải nghỉ học, các cô cũng mới tìm hiểu ra vấn đề, cần phải khắc phục ngay cháu ạ. Huy, Hưng,
Các bạn đã báo cáo sự việc vừa rồi cho cô, em thấy việc làm của mình thế nào? Thưa cô, bọn em mới lấy của bạn ấy 2 lần thôi ạ, còn lần này bọn em lấy ít ạ. Cô rất buồn vì cách hành xử của các em với bạn của mình. Các em đã quên hết những điều hay lẽ phải mà nhà trường, thầy cô, cha mẹ đã dạy bảo rồi sao? Dạ, em xin lỗi cô, chúng em sai rồi ạ. Các em đang được học tập trong một ngôi trường hạnh phúc. Chúng ta đang xây dựng những lớp học hạnh phúc, giờ học hạnh phúc. Ở đó mọi người ứng xử với nhau thân thiện, đoàn kết, yêu thương. Hành động vừa rồi của hai em thật đáng trách. Các em cần nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, sửa chữa lỗi lầm ngay nhé. Vâng, thưa cô, bọn em biết việc làm của bọn em là sai. Bọn em xin hứa từ giờ bọn em sẽ không bắt nạt và lấy đồ của bạn nữa ạ. Được rồi. Em ra đây anh nhờ chút. Anh xin lỗi em, bọn anh không phải với em. Vừa nãy bọn anh chót lỡ lấy tiền của em, bây giờ anh gửi lại cho em. Bỏ qua cho bọn anh nha. Từ em mai đến trường, cứ có chuyện gì chia sẻ với các anh nhé. Dạ vâng ạ. Các em ạ, trường học nơi sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp trí tuệ, đạo đức, nhân cách để các em trở thành những con ngoan, trò giỏi. Trường học cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, làm hành trang cho các em vững bước vào tương lai. Đúng vậy các em ạ, tương lai còn dài và rộng mở, đang chào đón các em ở phía trước. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Bởi vậy, cô mong các em hãy phấn đấu, rèn đức, luyện tài để góp sức lực, trí tuệ, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Các em có nhất trí với cô không nào? Có ạ. Vậy thì ngay bây giờ chúng mình hãy cùng nhau phấn đấu và đặc biệt các em hãy ứng xử với nhau thân thiện, đoàn kết, yêu thương để chúng mình được học tập vui chơi trong một ngôi trường hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui và ý nghĩa các em nhé. Chúng em ghi nhớ lời cô dặn rồi ạ. Nào, chúng ta quyết tâm xây dựng trường học hạnh phúc, lan tỏa yêu thương.